Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Chỉ là Khương Vương không hiểu, phần lớn đã tin rằng đối phương là huynh đệ ruột rồi. Thẩm Lãng công tử, huynh trưởng của ta mặc áo lót lục mà ta thêu, làm sao mà ngươi biết được? Ta nghe nói sứ thần Khương Quốc đốt cháy thánh miếu của Việt Quốc nên dẫn tới bị giết chết, đều là do âm mưu của ngươi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn hô mưa gọi gió ở Khương Quốc chúng ta, muốn mưu hại nhiều người Khương Quốc hơn sao? Thẩm Lãng, ngươi mưu hại sứ thần Khương Quốc ta, nếu như không thể cho ta một lời giải thích, vậy thì đừng hòng còn sống mà đi ra ngoài. Mà nó nữa, tên Khương Vương này lật mặt còn nhanh hơn lật trang sách nữa, nhận lễ vật rồi mà vẫn lật mặt như thường, hoàn toàn không có chút điểm dừng nào. Loại sói đói thay đổi thất thường không có cách nào thu phục được này, giết chết hắn mới là sự lựa chọn duy nhất. Địa Vương, tất cả những chuyện mà ta làm đều là vì muốn tiêu diệt gia tộc Tô Thị, sau đó giành lấy địa vị, độc chiếm mọi hoạt động ngoại giao của Khương Quốc và Việt Quốc. Đại Vương, thứ mà Tô Thị có thể cho ngài mỗi năm, Kim Thị ta cũng có thể cho được. Không chỉ có vậy, gia tộc Kim Thị ta còn có thể cho nhiều hơn, mỗi năm 10 vạn tiền vàng, đã đủ chưa? Hơn nữa, một khi Khương Vương cần sự giúp đỡ, chúng ta ra tay còn hào phóng hơn cả Tô Thị gấp nhiều. Ở Việt Quốc, gia tộc Tô Thị mạnh hơn Kim Thị các ngươi rất nhiều lần. Đại ngốc, khiêng vào đây. Đại Vương, chắc ngài biết đây là một cái gương nhỉ? Vì để có được những chiếc gương này do chư quốc Tây vực làm ra, vô số thương nhân đã ồ ạt kéo tới, thỉnh cầu thiên đạo sẽ hợp tác. Bây giờ mỗi một chiếc gương đều được bán đấu giá, hoàn toàn là giá trên trời. Cho tới bây giờ, chiếc gương lớn nhất được bán đấu giá cũng không vượt quá 6 thước, mà cái này còn to hơn cái to nhất trong buổi bán đấu giá. Đại Vương, cái gương này là do gia tộc Kim Thị ta chế tạo ra, bây giờ ngài đã tin rằng chúng ta có đủ năng lực để lật đổ địa vị của gia tộc Tô Thị rồi chứ? Đem chiếc gương này vào trong, bắt lấy Thẩm Lãng gian giữ lại, ép gia tộc Kim Thị mỗi năm cống nạp 1.000 chiếc gương cho ta. Còn về Tả Bá Ngọc, mặc dù ta có chút tin tưởng hai bọn họ là huynh muội, nhưng không tin được sự trong sạch của bọn họ. Nên đuổi tên đạo sĩ này đi, hay là nên trực tiếp giết chết đây? Bản thân Khương Quốc là một nơi huyết thống hỗn loạn, cho dù là huynh muội ruột, thì đối với Khương Vương mà nói cũng khó mà trong sạch. Đại Vương, ngài tống cổ ta đi cũng không sao, nhưng ngộ nhỡ trong vương tộc lại có người bị bệnh đậu mùa thì phải làm sao đây? Tới lúc đó ai sẽ cứu lấy bọn họ đây? Để ta chữa. Cả thiên hạ này, chỉ có ta có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa, vì ta có thần dược. Thẩm Lãng ngươi đây chính là muốn lừa dối Đại Vương. Bẩm báo, Đại Vương, tam hoàng tử A Lỗ Hãn nổi đậu, bị lây nhiễm bệnh đậu mùa rồi. Đại Vương, không hay rồi, công chúa cũng nổi đậu rồi. Tam hoàng tử A Lỗ Hãn là người trông giống với Khương Vương nhất, là đứa con trai mà hắn thương yêu nhất. Mà A Lỗ Nana hoàn toàn là viên minh châu ở trên tay hắn. Cái gì? Đại Vương, thần dược chỉ còn thừa lại một ít, ta có thể chữa cho tam hoàng tử A Lỗ Hãn, làm cho bệnh đậu mùa của hắn được chữa khỏi sau một đêm. Thẩm Lãng, nếu hắn đã mở miệng nói bản thân mình có thể chữa khỏi được bệnh đậu mùa, vậy thì để cho hắn chữa cho công chúa điện hạ, để hắn chứng minh cho ngài thấy. Chữa khỏi sau một đêm. Chiêu bài cũ sâu sắc, ta vốn còn đoán rằng tiểu hoàng tử dựa vào thuốc mê và thể chất để chống lại bệnh đậu mùa, e rằng toàn bộ chính là dùng nước thủy đậu để giả làm thành bệnh đậu mùa. Tam hoàng tử A Lỗ Hãn bị bệnh đậu mùa là giả, cũng là do Tả Bá Ngọc làm gải chất độc trên da, chỉ là triệu chứng của bệnh trông có vẻ giống hệt với bệnh đậu mùa mà thôi. Nhưng, bệnh đậu mùa của công chúa A Lỗ Nana, sợ rằng chính là thật, lúc cô ta quay lại, e là đã bị lây từ những người trên đường. Vợ bị bệnh đậu mùa. Nhị ngốc, mau giúp ta cứu lấy vợ ta. Ngoài vương cung, phòng cách ly. Hai căn phòng cách ly này là do không lâu trước đây đã được xây dựng lên, vì khi đó hai vị tiểu hoàng tử đã bị lây nhiễm bệnh đậu mùa. Phòng cách ly hoàn toàn khép kín, mọi tấm gỗ gần như được trang bị hoàn hảo, không có cửa sổ, bởi vì bệnh nhân không thể gặp gió. Gian phòng mà A Lỗ Hãn ở. Gian phòng mà A Lỗ Nana ở. Vơi ơi quả thật là bệnh đậu mùa. Mau ra ngoài, mau ra ngoài. Vợ ơi, ta không sợ đâu, vợ đừng sợ, nhị ngốc rất giỏi, nhất định có thể cứu được vợ. Ngươi điên à, không sợ bệnh đậu mùa sao? Tất cả mọi người đều tránh ta, chỉ có ngươi vẫn còn muốn đến gần ta. Vợ,
vợ đừng sợ, vợ đừng sợ. Tên ngốc này. Nếu ngươi bị lây nhiễm, vậy thì đừng trách ta. Tên đại ngốc này được đó, cuộc gặp mặt này sắp thành rồi. Nhưng đại ngốc không sợ bệnh đậu mùa là do ta đã ngừa bệnh đậu mùa cho hắn từ trước rồi. Bên ngoài phòng cách ly. Đại vương, ta tình nguyện lập giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh. Nếu sáng sớm ngày mai, ta có thể chữa khỏi cho tam hoàng tử A Lỗ Hãn, xin ngài hãy cho ta ở lại, bảo hộ vương tộc. Nếu ta không thể chữa khỏi cho tam hoàng tử A Lỗ Hãn, thì ngài cứ đem ta chém thành trăm mảnh, ném cho chó ăn. Nếu ngày mai A Lỗ Hãn hoàng tử được chữa khỏi, vậy thì chứng minh Thẩm Lãng không cần phải ở lại đây, xin đại vương hãy khai trừ hắn. Được. Thẩm Lãng, không phải ngươi nói biết chữa bệnh đậu mùa sao, tại sao còn không vào chữa cho Nana? Sắc trời đã muộn, không phải giờ tốt, ngày mai hãy chữa. Ha ha ha, đại vương, Thẩm Lãng vốn không biết chữa bệnh đậu mùa, hắn ta tới cả phòng của công chúa mà cũng không dám vào. Ngài cứ đợi đi, sáng ngày mai ta sẽ chữa khỏi cho tam hoàng tử A Lỗ Hãn, tới lúc đó xin ngài hãy giết chết tên tặc tử Thẩm Lãng. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nếu tả bá ngọc trong một đêm chữa khỏi cho A Lỗ Hãn, thì ngày mai ta sẽ giết chết ngươi. Hoàng Phượng, cô là nữ nhân lên khá là tiện, vào phòng chăm sóc cho công chúa A Lỗ Nana đi. Đêm có lạnh, nhớ phải tăng lò sưởi. Vâng. Trong phòng cách ly của tam hoàng tử A Lỗ Hãn, tả bá ngọc đang dùng thần dược để chữa bệnh đậu mùa của tam hoàng tử. Dùng nước từ thực vật và trùng độc kết hợp lại, có thể tạo thành một lượng phát ban lớn trên da trông giống với bệnh đậu mùa. Hơn nữa chỉ cần bôi thuốc cao này lên, chứng phát ban sẽ dần dần biến mất, đợi đến ngay mai sẽ hồi phục lại như ban đầu. Hai canh giờ sau. Tốt lắm, đám mụn nhọt đã dần dần lặn đi rồi, chỉ cần đợi đến sáng ngày mai, hiệu quả thuốc gây mê của tam hoàng tử sẽ hết tác dụng. Tả ra, Thẩm Lãng bỗng nhiên ngay trong đêm đi cầu kiến đại vương, sợ là có ấm mưu gì đó. Ngài mau chóng qua đó xem, chủ nhân vừa mới được đại vương sủng ái, không tiện tới đó. Là thị nữ bên cạnh lạc nhạn. Các ngươi trông coi tam hoàng tử, bất cứ ai cũng không được phép đến gần phòng cách ly này trong vòng 10 thước. Vâng, Thẩm Lãng ngươi lại muốn dùng chiêu gì hại ta đây? Vô dụng thôi, sáng sớm ngày mai tam hoàng tử A Lỗ Hãn sẽ khỏi bệnh, ta sẽ trở thành thần nhân chữa được bệnh đậu mùa, còn ngươi thì chết chắc. Thế nhưng tả bá ngọc vừa rời đi chưa được bao lâu, thì có một cái ống vô cùng nhỏ chọc xuyên qua tường của phòng cách ly. Bắt đầu giải phóng oxit carbon. Lúc trước Thẩm Lãng đã nói với Hoàng Phượng đốt lò sưởi chính là để ám thị việc dùng oxit carbon. Vì gỗ của phòng cách ly mới được chặt, vẫn còn ẩm ướt, Thẩm Lãng liền sắp xếp cho Hoàng Phượng dùng lò sưởi hong khô, tạo ra khe hở. Sau đó lại lợi dụng than củi chưa cháy hết trở thành oxit carbon, dẫn vào trong phòng của tam hoàng tử. Đây là một trong rất nhiều những thuật giết người mà Hoàng Phượng, Thẩm Thập Tam đã học được từ Thẩm Lãng. Xong việc thì gỗ có thể hấp thụ lại nước, khe hở sẽ lành lại như ban đầu, sẽ có thể làm cho tam hoàng tử chết trong mật thất. Nhiều phút trước, trên đường Thẩm Lãng đến Hoàng Cung Khương Quốc, A Lỗ Hãn bị đậu mùa giả và A Lỗ Nana bị đậu mùa thật, sợ đều là một trong những khâu mắt xích âm mưu của Tả Bá Ngọc. Mục tiêu cuối cùng của Tả Bá Ngọc là Khương Vương, ta chỉ là vừa đúng lúc va phải âm mưu đó, trở thành một yếu tố không thể kiểm soát được. Tả Bá Ngọc chỉ cần làm cho Khương Vương tin được rằng bản thân hắn có thể chữa được bệnh đậu mùa, rồi sẽ làm cho Khương Vương phát tác một loại bệnh đậu mùa vô cùng đáng sợ giống như cái chết, từ đó có thể dùng thần dược mà khống chế Khương Vương. Nếu Khương Vương muốn sống, thì chỉ có thể phục tùng Ẩn Nguyên Hội, đây chính là mục tiêu thật sự của Ẩn Nguyên Hội. Nhưng mà, nếu ta đã đến rồi, thì sẽ không thể để ngươi được như ý nguyện. Ở trong Hoàng Cung, Khương Vương thân là cộng sự hợp tác tương lai, ta phải vạch trần một âm mưu. Nếu ta đoán không sai, ngài cướp bóc ở Tây Vực vẫn chưa xong thì đã nhanh chóng về Khương Quốc, chắc là do mắc phải một căn bệnh khó nói gì đó, có đúng không? Thẩm Thập Tam tốn tiền mua chuộc người hầu của Khương Vương, có được tin tức, nói đã hai tháng nay Khương Vương không gần nữ sắc rồi, gần đây mới bỏ lệnh buông thả. Ta từng nghe nói rằng ngài vô cùng kén chọn nữ nhân, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận. Cho dù là nữ nhân được cướp về, ngài cũng phải phái người điều tra rất nhiều lần rồi mới hưởng dụng, nhưng vì sao lần này đang cướp bóc ở Tây Vực lại gấp gáp không nhịn được như thế?
nàng ấy quá đẹp, rất giống với Tuyết Ẩn Đại Tông Sư. Hơn nữa nàng ấy còn là gái trinh, ta không thể nhịn được, nhưng tại sao lại lây nhiễm loại bệnh đó cho ta? Chuyện này có liên quan tới Tả Bá Ngọc, đây chính là âm mưu của hắn. Tả Bá Ngọc lòng lang dạ thú, hắn ẩn náu ở bên cạnh ngài là có mục đích xấu xa mờ ám. Vậy ngươi đến bên cạnh ta, chẳng lẽ là không có âm mưu sao? Đương nhiên là có, ta đã nói từ trước rồi, ta đến Khương Quốc là vì muốn hủy diệt gia tộc Tô Thị. Thẩm Lãng, đừng có vùng vẫy trước khi chết nữa, đại vương sẽ không tin những lời sàm ngôn của ngươi đâu. Tả Bá Ngọc có phải là sàm ngôn hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ. Quả nhiên là đến rồi, xem ra Hoàng Phượng có thể thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đại vương, vẫn còn 2 canh giờ nữa mới trời sáng, ta có thể chữa được bệnh đậu mùa trong một đêm hay không, sẽ có thể biết rõ ngay thôi. Mà Thẩm Lãng, tới cả phòng cách ly Thẩm Lãng cũng không dám vào, rõ ràng chính là không dám chữa, không biết chữa, hắn đang lừa dối ngài. Đại vương, ta mới là niềm hy vọng duy nhất của vương tộc, ta đã cứu được tiểu hoàng tử, ngày mai tam hoàng tử A Lỗ Hãn cũng có thể chứng minh ta chính là thần y duy nhất có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa trong thiên hạ. Đúng vậy, tên Thẩm Lãng này đến cả phòng cách ly àm cũng không dám vào, nếu ta bị bệnh đậu mùa rồi, vẫn cần có Tả Bá Ngọc chữa trị cho. Người đâu, mau ném Thẩm Lãng ra ngoài cho ta. Đại vương, Tả Bá Ngọc này không thể tin, không thể tin được. Tên Thẩm Lãng này chỗ nào cũng nhúng tay vào thật là khó nhằn, vẫn lên nhanh chóng giải quyết thôi. Hôm nay ta sinh hoạt vợ chồng có hơi mãnh liệt, bên dưới vậy mà lại thấy hơi ngứa, cũng hơi sưng sưng, ngươi tới xem. Đây là chất độc bệnh đậu mùa giả trong người Khương Vương, nó sắp phát tác rồi. Đại vương yên tâm, trạng thái mệnh căn của ngài rất tốt, rất nhanh thôi sẽ có thể hồi phục như ban đầu. Được. Bần đạo chữa khỏi bệnh đậu mùa cho tiểu hoàng tử, chữa khỏi bệnh khó nói cho Khương Vương, chỉ cầu xin một chuyện, giết chết Thẩm Lãng. Người này âm mưu gian xảo, không thể giữ lại, nếu ngày mai ta chữa khỏi cho tam hoàng tử, xin đại vương hãy giết chết người này. Nhưng mà ta đã đồng ý với thần nữ, không thể giết chết Thẩm Lãng được. Hơn nữ có vẻ như kim ra không ít bảo bối, không giết Thẩm Lãng mới có thể không ngừng nghỉ lấy được bảo bối. Thế này thì sao, chúng ta không giết hắn, nhưng cắt đứt tay chân của hắn. Giam giữ hắn ở trong ngục giam, sau đó cắt đứt một tay của hắn gửi tới cho gia tộc Kim Thị để bọn chúng dùng tiền mua mạng. Nhưng cho dù gia tộc Kim Thị có chi bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không thả hắn ra. Đại vương anh minh. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ hoàng tộc Khương Quốc đều tập hợp lại cổng lớn của hoàng cung để chứng kiến cảnh tượng chữa khỏi bệnh đậu mùa. Đại vương, các vị vương phi, các vị hoàng tử, Tả Bá Ngọc ta không giống với Thẩm Lãng của Việt Quốc, tới cả phòng của công chúa mà cũng không dám vào. Hôm nay ta sẽ đứng ở đây chứng minh cho các vị thấy, ta có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa. Hơn nữa rất nhanh thôi ta sẽ phân phát thần dược cho các vị, bảo đảm hoàng tộc Khương Quốc sẽ không sợ đậu mùa. Khương Vương bệ hạ, hôm nay ta đã lập quân lệnh trạng, nếu ta trong một đêm chữa khỏi bệnh đậu mùa cho tam hoàng tử, thì sẽ giết chết Thẩm Lãng, lời đó của đại vương có còn tính không? Không phải tối qua đã nói là không giết Thẩm Lãng rồi sao? Thẩm Lãng phải chết bằng không sẽ đêm dài nắm mộng, bệnh đậu mùa giả của Khương Vương ngươi, sắp phát tác rồi, ta muốn làm gì, ngươi đều phải theo ý ta. Các vị hoàng tử, đợi khi kết quả được công bố, nếu tam hoàng tử khỏi bệnh chỉ sau một đêm, các vị hãy giết chết Thẩm Lãng ngay lập tức. Được, Tả thần y cứu vãn huynh đệ của ta, chúng ta nhất định sẽ giết chết Thẩm Lãng cho Tả thần y. Tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử vì sợ hãi bệnh đậu mùa mà cố gắng lấy lòng Tả Bá Ngọc. Tả đạo trưởng, nếu ngài không chữa khỏi được cho tam hoàng tử A Lỗ Hãn thì sao đây? Sao lại có thể, tối ngày hôm qua, mụn nước ở trên mặt của tam hoàng tử đã nặn đi rồi, bây giờ ta chẳng qua chỉ đang đợi hiệu quả thuốc mê của hắn tan đi thôi. Ta đã lập quân lệnh trạng rồi, nếu không thể chữa khỏi cho tam hoàng tử A Lỗ Hãn, ta sẽ chết ở trước mặt Khương Vương. Một lời đã định. Một lời đã định. Thẩm Lãng, để ta xem ngươi chết như nào. Mở cửa, cung nghênh tam hoàng tử A Lỗ Hãn khỏi bệnh. Tam hoàng tử, nên tỉnh rồi, ra ngoài đi. Tam hoàng tử, nên tỉnh rồi, ra ngoài đi. Ta hoàng tử, ra ngoài thôi.
Anh em xem đến đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi tập mới khi ra nhé. Anh em nào có lòng ủng hộ Át gói mì tôm hay cốc cà phê để Át tỉnh táo ngồi làm chuyện cho anh em có thể donate với thông tin bên dưới nhé. Chúc anh em coi chuyện vui vẻ.